Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 245 của phòng khám Thành trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thuốc tránh thai là một trong những phương pháp ngừa thai hiệu quả được nhiều chị em lựa chọn. Thế nhưng không phải chị em nào cũng hiểu rõ có những loại thuốc ngừa thai nào và cơ chế ngừa thai của từng loại thuốc ra sao. Ngoài công dụng ngừa thai, thuốc tránh thai còn có những tác dụng phụ gì? Mỗi người phù hợp với các loại thuốc tránh thai nào? Trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu rõ về những công dụng của các loại thuốc tránh thai. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào bác sĩ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh trị ngày hôm nay à. ạ. Dạ. dạ, ngày hôm nay với chủ đề về thuốc tránh thai, xin bác sĩ có thể cho Ngọc Quyên và quý vị khán giả được biết đôi nét về thuốc tránh thai là gì không ạ? À? À, thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán giả, kể từ khi mà thuốc tránh thai ra đời đó, thì nó đã tạo nên một cái quyên nghiêng mới uh, cho những người phụ nữ chúng ta và nó đã tạo cho cái người phụ nữ chủ động được trong cái việc mà sinh con và từ đó thì giúp cho họ có nhiều thời gian hơn trong cái việc học tập và làm việc trong gia đình cũng như là người phụ nữ tham gia vào các cái hoạt động ở ngoài xã hội góp phần bình đẳng giới giữa nam và nữ thì đó là cái sự đóng góp to lớn của thuốc tránh thai thưa Ngọc Quyên yeah. và như quý vị đã biết thì thuốc tránh thai được biết đến như là một cái phương pháp và ngừa thai rất là hiệu quả và đây cũng là một cái lựa chọn cho những cái chị em phụ nữ đã có gia đình hoặc là có cái quan hệ tình dục nhưng mà chưa có muốn có con trong cái thời điểm hiện tại. Các cái loại thuốc tránh thai thì nó hoạt động dựa trên các cái nguyên lý là nó sử dụng những cái chất tương tự như là những cái hormone sinh dục của người phụ nữ nó dẫn đến cái việc ngừa thai theo những cái cơ chế sau đây thứ nhất là nó làm cản trở cái quá trình rụng trứng của người phụ nữ thứ hai nữa là nó ngăn cản tinh trùng không cho tinh trùng đến gặp trứng và vì là tinh trùng nó không gặp trứng được cho nên là cũng không có thể nào mà thụ thai được thưa ngọc quyên à, còn nếu mà trứng đã thụ tinh rồi thì nó ngăn cản cái việc mà trứng di chuyển vào và làm tổ trong lòng tử cung à, còn nếu mà cái quá trình làm tổ đã diễn ra thì Uh, nó không có làm gián đoạn cái quá trình mang thai của quyên có nghĩa là uh, nếu mà cái cái trứng đã gặp tinh trùng và đã làm tổ ở trong cái cái um, lớp nội mạc của tử cung rồi thì cái quá trình mang thai nó vẫn diễn ra cái thuốc tránh thai này nó không có làm gián đoạn cái quá trình mang thai hay là mình nói dễ hiểu hơn nó chỉ có tác dụng ngừa thai thôi chứ không có tác dụng phá thai đó là cái nguyên lý uh, cái cơ chế hoạt động của thuốc tránh thai thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị khán thính giả À, xin bác sĩ cho biết thì hiện nay trên thị trường có mấy loại thuốc tránh thai à? Hiện nay đó thì nó có rất là nhiều các cái loại thuốc khác nhau nhưng mà trong cái phạm vi chương trình này thì tôi chỉ có phân chia cái loại thuốc tránh thai theo hai cái loại thôi tức là theo cái cách sử dụng thuốc và theo các cái thành phần có trong cái viên thuốc đó dạ. thì đối với lại cái nhóm thứ nhất là mình phân loại theo cái tính chất sử dụng đó thì mình chia ra làm hai loại đó là thuốc tránh thai khẩn cấp và dạ. thuốc tránh thai hàng ngày. À, còn phân loại theo cái các cái thành phần có trong viên thuốc đó thì nó có hai loại là một loại thuốc kết hợp và hai là cái loại thuốc tránh thai chỉ có một đơn chất là progestin thôi. Dạ. Còn cái loại thuốc tránh thai kết hợp thì nó kết hợp giữa estrogen và progestin. thì đó là hai cái cách phân loại phổ biến nhất hiện nay chúng ta đang là sử dụng. Dạ, bác sĩ có thể nói rõ hơn về các loại thuốc tránh thai hàng ngày không ạ? đối với lại các cái thuốc tránh thai hàng ngày đó thì cái thành phần chính ở trong cái viên thuốc tránh thai hàng ngày thì nó chứa hai cái nội tiết tố của nữ là estrogen và progestin thông thường thì các cái học môn này nó được tạo ra một cách tự nhiên ở trong cái buồng trứng khi mà một người phụ nữ đến cái tuổi dậy thì cái thuốc tránh thai này thì nó có thể chứa hai cái loại học môn đó hoặc là nó chỉ có chứa một loại học môn progestin thôi thưa ngọc quyên thì đối với lại các cái loại thuốc tránh thai hàng ngày thì nó có nhiều cái dạng lắm có cái loại 28 viên và có cái loại 21 viên đối với lại các cái loại thuốc mà 21 viên đó, thì trong 21 viên nó nó đều có chứa thuốc hết còn đối với lại cái vị thuốc 28 viên đó, thì nó có 21 viên là chứa thuốc thôi còn 7 viên mà Ngọc Quyên thấy là cái màu nâu nâu đó thì nó chứa một cái hàm lượng sắt để bổ sung sắt cho người phụ nữ hoặc là có hãng thì người ta thêm một số các cái vitamin uh, hay người ta còn gọi là bảy cái viên thuốc đó là giả dược. Cái ưu điểm của cái loại thuốc 28 viên này đó, thì nó làm cho chúng ta không có hay bị quên, tức là mình cứ uống hết, vị thuốc này 28 viên thì lại uống tiếp theo cái vị khác 28 yeah. viên nữa. Yeah. À, nó có đánh số, yeah. à, đánh số từ 1 cho đến 28. Thì à, đối với cái loại thuốc 28 viên này thì nó giúp cho chúng ta không có hay bị quên thuốc nào quên. Yeah. Còn cái loại vị 21 viên đó, thì chúng ta uống 21 viên thì chúng ta phải ngưng ngưng 7 ngày rồi lại tiếp tục uống cái vị kế tiếp do đó mà có khi nó nó làm cho cái người phụ nữ quên dùng thuốc đó cho nên là ngày nay thì người ta ưa chuộng cái loại 28 viên hơn thưa Ngọc Quyên dạ. dạ thưa bác sĩ khi mà sử dụng cái thuốc viên uống hàng ngày thì nó có cái tác dụng phụ gì không ạ? Có Ngọc Quyên khi mà mình sử dụng các cái loại thuốc tránh thai thì nó có một số các cái tác dụng phụ sau đây. Thứ nhất á, là đối với cái loại thuốc mình uống hàng ngày đó thì nó có thể làm thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. À, nó có thể là có kinh nguyệt ít hơn. À, thậm chí có những người khi mà sử dụng thuốc ngừa thai đến ngọc quyên thì người ta hoàn toàn là mất kinh luôn. Cái tác dụng phụ thứ hai nữa là nó làm cho người phụ nữ tăng cân. Thì cũng tùy theo từng cái cá thể thôi. Có người thì tăng nhiều, có người thì tăng ít và à. cũng có những người thì không có tăng cân ngọc quyên và cái hiện tượng tăng cân đó, thì nó sẽ được ổn định trong cái quá trình mình sử dụng thuốc lâu dài. À, cái tác dụng phụ nữa là nó làm cho cái người phụ nữ hay có cái cảm giác buồn nô rất là khó chịu ở cái vùng thượng vị. Ấy. Nó có cảm giác giống như là chúng ta bị đau bao tử đó ngọc quyên. Yeah. Có một số chị em phụ nữ nữa thì cảm thấy là căng tức cái bầu ngực của mình trong khi mà mình sử dụng cái thuốc ngừa thai. À, rồi đối với những cái người mà có nguy cơ à, hình thành cái cục máu đông như là những cái người tiểu đường cao huyết áp thì nó có cái nguy cơ tăng cái cục máu đông ở trong lòng mạch máu Ngọc Quyên thì đây là một cái biến chứng cũng nguy hiểm à, về mặt tinh thần đó thì khi mà mình sử dụng cái thuốc ngừa thai như vậy đó thì nó có thể là tạo cái cảm giác là bồn trồn lo lắng tuy nhiên cái hiện tượng đó thì chủ yếu là do tâm lý thôi nó sẽ mau qua đi khi mà chúng ta sử dụng nó quen rồi một cái thời gian dài thì những cái triệu chứng đó nó sẽ giảm dần và có khi là nó hết hẳn thương Ngọc Quyên yeah dạ thuốc có chống chỉ định gì không hả bác sĩ có chứ ngọc quyên khi mà mình dùng thuốc ngừa thai đó thì mình cũng phải tham khảo bác sĩ và mình báo với bác sĩ mình có những cái bệnh lý kèm theo hay không lấy ví dụ như là những cái người có tiền sử về bệnh tim mạch dạ. bệnh gan hoặc là bệnh thận nặng thì cũng không có được sử dụng hay là những cái bệnh về máu hoặc là những người mà nghi ngờ là mang thai lấy ví dụ như là mình trước khi mà mình uống mà mình mang thai mà mình không biết mình nghi ngờ thì mình cũng phải ngưng lại và đợi cho tới một cái kỳ kinh kế tiếp để biết chắc chắn rằng mình không có thai thì mình mới bắt đầu sử dụng được yeah. ờ, rồi những cái người mà có cái tiền sử ung thư các cái cơ quan sinh dục như là ung thư tử cung ung thư bường trứng chẳng hạn thì những cái người đó cũng chống chỉ định với thuốc ngừa thai yeah. à, và cuối cùng là những cái người có cái nguy cơ đột quỵ những cái người có cái nguy cơ nhiều máu cơ tim thì tất cả những cái trường hợp tôi vừa nêu trên thì không có được sử dụng thuốc ngừa thai thưa Ngọc quyền quyên yeah. Dạ, lúc nãy bác sĩ có đề cập đến thuốc tránh thai khẩn cấp, thì xin bác sĩ có thể cho biết đôi nét về các loại thuốc này không ạ? À, thưa ngọc quyên, nói về thuốc tránh thai khẩn cấp thì đầu tiên mình nói về cái cơ chế hoạt động của nó. thì cái cơ chế hoạt động của thuốc ngừa thai khẩn cấp cũng giống như là cái thuốc ngừa thai hàng ngày thôi. À, khi mà được đưa vào cơ thể đó, thì các thành phần nội tiết có trong cái thuốc ngừa thai khẩn cấp này nó sẽ gây ra các cái tác động nó làm cản trở cái quá trình thụ trứng tự nhiên của người phụ nữ. Ờ, nhờ đó nó ngăn cản được cái sự gặp gỡ giữa tinh trùng và trứng, nó làm cho không có hiện tượng thụ tinh giữa tinh trùng và trứng được. Ờ, trong cái trường hợp mà trứng nó đã thụ tinh rồi thì nó lại ngăn cản cái quá trình di chuyển của trứng từ uh, vòi trứng đi vào trong lòng tử cung và nó ngăn cản cái quá trình làm tổ của trứng ở trong lòng tử cung thương ngọc quyên. Ờ, nếu mà cái quá trình làm tổ đó đã diễn ra rồi và nó đã hình thành cái cái túi thai ở trong lòng tử cung rồi thì nó không có ngăn cản được cái quá trình đó và cái quá trình mang thai vẫn tiếp tục xảy ra. thì cũng giống như là cái thuốc ngừa thai hàng ngày đó, nó chỉ có tác dụng ngừa thai thôi. còn khi mà trứng đã gặp tinh trùng, đã thụ tinh rồi, đã di chuyển vào lòng tử cung và đã làm tổ rồi, thì nó không ngăn cản được cái quá trình làm tổ tiếp theo. do đó cũng như là thuốc ngừa thai hàng ngày, nó chỉ có tác dụng ngừa chứ không có tác dụng phá hủy cái thai nhi đó đi thôi ngọc quyên. À, thì cái thuốc ngừa thai khẩn cấp này đó nó là một cái phương pháp được sử dụng ngay sau khi mà có cái phát sinh quan hệ tình dục không có được bảo vệ tức là mình quan hệ ngoài cái ý muốn và vì một lý do nào đó chúng ta không có thể trì hoãn cái cái việc giao hợp đó lại được mà ngoài cái ý muốn của người phụ nữ thì ngay sau đó chúng ta sử dụng cái thuốc này để ngăn cản cái quá trình thụ thai xảy ra thì cái thành phần chính của thuốc ngừa thai khẩn cấp đó là nó chứa một cái hàm lượng lớn cái học môn sinh dục nữ là progesterone, Ngọc Quyên và cái nguyên tắc ngừa thai thì cũng tương tự như là cái thuốc tránh thai hàng ngày. À, tuy nhiên nó có sự khác biệt về cái hàm lượng tức là cái nồng độ progestin ở trong cái viên thuốc đó và đó chính là cái sự khác biệt uh, giữa cái thuốc ngừa thai hàng ngày và cái thuốc ngừa thai khẩn cấp uh, giúp cho cái tác dụng của thuốc ngừa thai khẩn cấp nó diễn ra nhanh hơn Ngọc Quyên. À, Ngọc Quyên và tất cả quý vị khán giả biết là cái thuốc tránh thai khẩn cấp này đó thì nó chỉ có tác dụng ngừa thai khoảng 90% thôi chứ không có ngừa thai 100% thưa Ngọc Quyên và chúng ta uống càng sớm ngay sau khi giao hợp thì cái hiệu quả nó càng cao nếu mà chúng ta uống trong vòng 24 giờ đầu sau khi có phát sinh quan hệ tình dục thì cái cái tác dụng của nó mới đạt hiệu quả cao nhất Ngọc Quyên nếu mà mình sử dụng càng muộn thì cái hiệu quả nó càng thấp tùy theo từng loại, tùy theo từng hãng mà nó có cái hiệu quả ngừa thai trong vòng 120 giờ, tức là khoảng 5 ngày Ngọc Quyên, à, hoặc là 72 giờ, tức là trong phạm vi uh, 3 ngày. Thì uh, hiện nay đó ở trên thị trường nó có nhiều các cái loại thuốc lắm mà phổ biến nhất là cái loại 72 giờ, tức là trong vòng 3 ngày đó Ngọc Quyên, sau khi có giao hợp và một cái loại thuốc uh, cao hơn là có tác dụng trong vòng 120 giờ, tức là khoảng 5 ngày sau khi mà có phát sinh giao hợp. Dạ. dạ hiện nay trên thị trường thì Ngọc Quyên có thấy là cái loại thuốc tránh thai khẩn cấp nó có loại một viên và loại hai viên thì xin bác sĩ có thể cho biết cái loại một viên thì nó có cái tác dụng như thế nào không ạ? Hiện nay thì ở trên thị trường á, các cái nhà sản xuất người ta đưa ra hai cái mẫu một là cái loại khẩn cấp một viên và một cái loại thứ hai là hai viên Ngọc Quyên. Thì đối với lại cái thuốc tránh thai khẩn cấp một viên á, thì nó được nhiều người ưa chuộng hơn bởi vì nó dễ sử dụng và nó không phải uống hai lần cho nên là tránh được cái tình trạng mà người ta quên thuốc ngọc quên đối với cái loại thuốc người thai khẩn cấp một viên này đó thì nó có tác dụng bảo vệ trong vòng 72 giờ tức là trong vòng 3 ngày đó ngọc Quyên sau khi mà có phát sinh cái quan hệ tình dục không được bảo vệ thì mình dùng nó trong vòng 72 giờ là tối ưu nhất mà nếu mà mình dùng trong vòng 24 giờ đầu tiên đó, thì cái hiệu quả ngừa thai nó lên tới 90%. Còn nếu mà mình uống thuốc ngừa thai khẩn cấp loại một viên này trong vòng 48 giờ thì cái hiệu quả nó giảm xuống chỉ còn 85% thôi. Nếu mà chúng ta uống trễ hơn trong vòng 72 giờ thì cái hiệu quả nó lại giảm xuống nó chỉ còn 58% thôi một viên. Còn nếu mà đã vượt qua 72 giờ rồi thì nó không còn cái giá trị bảo vệ người thai nữa Ngọc viên. Tức là cái lúc này thì trứng và tinh trùng nếu mà nó có sự rụng trứng thì nó đã gặp được tinh trùng, nó thụ tinh và nó làm tổ trong lòng tử cung dạ. thì nó không có cái tác dụng mà bảo vệ nữa Ngọc Quyên. Dạ. dạ hiện nay trên thị trường thì cái loại thuốc ngừa thai khẩn cấp loại một viên nào là được ưa chuẩn nhất ạ? À? Hiện nay thì tôi thấy là cái Vinbotino một nó có hai cái loại botinon Ngọc Quyên. Dạ. Botino 1 thì nó chỉ có một viên thôi yeah. và cái loại bortino hai nó có số 2 lần sau đó yeah. đó là cái loại thuốc người thai khẩn cấp loại hai viên yeah. thì hiện nay đã được ưu chuộng nhiều nhất là cái loại bortino một yeah. tức là nó chỉ có một viên thôi nó làm cho người phụ nữ không có bị hay quên ngọc quên và cái bortino này là nó có cái thành phần là nervono -Zachan. nó có cái hàm lượng là 15 năm mg thì đây là một cái loại thuốc của hungary nó rất là là có chất lượng và có uy tín ở trên thị trường nữa, cho nên ừ. là hiện nay thì đa số là chị em phụ nữ ưa chuộng cái botinon này nhiều nhất ngọc quyên. Ừ. À, còn một số các cái loại biệt dược khác nữa thì ít được sử dụng hơn. Dạ. dạ còn một số loại thuốc tránh thai khẩn cấp loại hai viên thì hiệu quả như thế nào ạ? À, thưa ngọc quyên, đối với cái loại thuốc khẩn cấp mà hai viên đó thì bản chất của nó cũng giống như là cái loại một viên thôi. Tuy nhiên là cái hàm lượng của nó thì chỉ có phân nửa cái liều một viên thôi. Yeah. Tức là lấy ví dụ như là cái biệt dược là buprenor đi, thì như tôi nói hồi nãy đó, nó có cái loại buprenor nó có số hai đằng sau. Đó là người ta chỉ là cái cái, cái loại đó phải uống hai viên. Thì cái liều lượng của nó đó là nó chỉ có 0,75 mg cái norepinephrine còn cái viên loại một viên thì nó có tới 1,5 năm yeah. thì như vậy là người ta chia ra làm hai uh, viên thuốc cái kia một viên thì nó có 15 năm mg yeah. còn cái uh, botino mà loại hai viên thì nó um, chia ra làm hai mỗi viên chứa 075 mươi mg yeah. thì um, cái yêu cầu của nó là ngay sau khi quan hệ thì chúng ta uống một viên và sau khi mà uống viên thứ nhất khoảng 12 giờ thì chúng ta tiếp tục uống viên thứ hai thì về cơ chế tác dụng ngừa thai của nó cũng giống y hệt như là loại một viên thôi à, tuy nhiên thì cái loại hai viên này ít được sử dụng ngọc quyên bởi vì nó làm cho chúng ta dễ bị quên lắm sau khi chúng ta uống một viên rồi thì chúng ta có thể là vì công việc hay là vì lý do nào đó mà chúng ta quên uống cái viên thứ hai hoặc là khi nhớ ra thì nó đã quá trễ cái thời gian rồi cho nên là nó mất cái cái hiệu quả bảo vệ đi. Cho dạ. nên là ngày nay thì cái loại à, hai viên cũng ít được sản xuất và cũng ít được người sử dụng thưa Ngọc quyên. Dạ. dạ thưa bác sĩ, thuốc ngừa thai thần cấp thì nó có cái tác dụng phụ gì không ạ? Có Ngọc Quyên, à, cũng giống như là cái thuốc ngừa thai mình uống hàng ngày thì đối với cái loại thuốc ngừa thai thần cấp nó cũng có một số các cái tác dụng như sau. Thứ nhất là nó cũng làm cho cái người phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt. Um, thứ hai nữa đó là nó có khả năng gây xuất huyết ở trong lòng tử cung yeah. hoặc là uh, thậm chí là nó ra máu uh, bất thường giữa chu kỳ yeah. đấy uh, rồi nó cũng uh, làm cho người ta chóng mặt buồn nôn rồi uh, có một số trường hợp thì nó đau bụng uh, ngầm ngầm ê ẩm ở cái vùng hạ vị uh, hay người ta gọi là cái vùng ba đì uh, thì cái triệu chứng này nó cũng sẽ thoáng qua và nó sẽ hết khi mà mình sử dụng một cái thời gian dài thì nó cơ thể mình nó đáp ứng với cái thuốc đó thì nó cũng giảm bớt những cái triệu chứng này đi ngọc quyên dạ thưa bác sĩ có trường hợp nào mà chống chỉ định với thuốc ngược thai cẩn cấp không ạ có ngọc quyên ờ, thứ nhất đó là người phụ nữ đã mang thai hoặc là mình nghi ngờ mang thai thì không được sử dụng thứ hai nữa là có xuất huyết âm đạo bất thường mà mình chưa có tìm ra được cái nguyên nhân nè dạ. ờ, thứ ba nữa là phụ nữ có cái tiền sử về viêm tắc tĩnh mạch Uh, hoặc là những cái bệnh huyết khối yeah. thì như tôi nói hồi nãy đó là nó có cái khả năng là làm tăng cái nó xuất hiện cái huyết khối ở trong lòng mạch yeah. thì đây là một cái biến chứng rất là nguy hiểm ngọc quyên yeah. ngoài ra thì một số những cái trường hợp mình nên thận trọng với thuốc ngừa thai thứ nhất là những cái bệnh mãn tính như là tiểu đường uh, cao huyết áp uh, những cái uh, người phụ nữ có cái tiền sử về uh, rối loạn tuần hoàng máu não À, thứ ba là những cái người phụ nữ mà mắc bệnh tim mạch, à, những cái bệnh động kinh chẳng hạn dạ. thì những cái trường hợp đó mình nên thận trọng với thuốc ngừa thai khẩn cấp thưa ngọc dạ. Quyên Dạ thưa bác sĩ, ngoài ra thì còn một số lưu ý nào mà khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp không ạ? Khi mà mình sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thì mình cũng lưu ý một số các cái vấn đề như sau. Thứ nhất là mình chỉ có sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp khi thật cần thiết thôi. À, vấn đề thứ hai nữa đó là À, theo các cái nhà sản xuất người ta khuyến cáo đó thì không sử dụng quá hai lần trên một tháng và không sử dụng quá ba lần trên một năm để tránh những cái biến chứng nó có thể xảy ra khi mà mình lạm dụng cái thuốc ngừa thai khẩn cấp. À, vấn đề thứ ba nữa đó là phải uống sớm nhất có thể sau khi quan hệ tình dục, tức là mình à, uống càng sớm càng tốt sau khi có phát sinh quan hệ. À, cái vấn đề thứ ba nữa đó là nhiều người hay mắc phải tôi bảo quên là mình uống à, một viên rồi nhưng mà mình nói là thôi giờ uống thêm viên nữa cho nó chắc ăn không phải không quên ờ, mình uống nhiều cái viên lên đó, nó không có làm tăng cái hiệu quả ngừa thai mà có khi nó lại uh, tăng cái nguy cơ tác dụng phụ lên cho nên là mình phải uống đúng theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất thôi <laughs> vấn đề thứ năm nữa đó là khi mà uh, mình chưa có chắc chắn rằng mình có thai hay không hoặc là mình nghi ngờ có thai thì mình cũng không được sử dụng mình phải đợi cho đến một cái kỳ kinh kế tiếp để chắc chắn rằng mình không có thai thì lúc đó mình mới được sử dụng và cuối cùng thì nếu mà sau khi mà mình uống cái thuốc đó nó, nó có những cái biến chứng có những cái tác dụng phụ bất thường xảy ra thì mình phải nên đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ xử lý kịp thời tránh những cái hậu quả nặng nề mà do các cái biến chứng khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc ngừa thai khẩn cấp này gây ra thưa ngọc quyên. dạ thưa bác sĩ ngoài cách phân loại như trên thì thuốc tránh thai còn phân loại theo cách nào khác nữa không ạ? như ở đầu chương trình tôi đã trình bày đó thì người ta phân loại theo hai cái cách phân loại thứ nhất là theo cái tính chất sử dụng cái thứ hai nữa là phân loại theo cái thành phần có trong viên thuốc Được. thì đối với lại cái phân loại theo thành phần đó, thì thường là người ta chia ra làm hai nhóm một cái loại là nó có một thành phần tức là chỉ có một cái nội tố rosettin thôi và một cái loại thứ hai là cái loại phối hợp thì nó có hai cái loại nội tiết ở trong một viên thuốc là estrogen và progestin. À, thì thứ nhất là đối với lại cái loại thuốc tránh thai uh, kết hợp đó thì ở trong thành phần viên thuốc của nó nó có hai cái loại hormone là estrogen và progestin. thì um, cái sự phối hợp này nó đem lại một số các cái ưu điểm của viên thuốc thứ nhất là về cơ chế thì nó cũng có cái tác dụng à, à, bảo vệ tránh thai giống như là những cái thuốc ngừa thai uống hàng ngày như tôi trình bày trên có nghĩa là nó cũng ức chế sự rụng trứng nó ngăn cản cái quá trình mà trứng gặp tinh trùng và nó ngăn cản cái quá trình làm tổ của trứng ở trong lòng tử cung thì đó là cái cơ chế chung của các cái loại thuốc tránh thai à, nhưng mà đối với cái loại thuốc ngừa thai mà phối hợp này nó thì nó lại còn có một cái Um, tác dụng rất là ưu điểm là nó giúp cho cái người phụ nữ điều hòa được kinh nguyệt thưa ngọc quyên nó làm cho kinh nguyệt đều đặn hơn nó giảm những cái triệu chứng uh, tiền kinh như là đau bụng chẳng hạn hay người ta còn gọi là thống kinh đó ngọc quyên um, nó giảm cái lượng máu uh, mỗi một cái cái chu kỳ như vậy đó thì nó giảm cái lượng máu hành kinh đi. cái lượng máu nó cũng ít hơn uh, và cái thời gian nó cũng giảm xuống có những cái trường hợp mà có nhiều người người ta một cái kỳ kinh người ta tới 5-7 ngày mà khi mà sử dụng cái thuốc này thì nó giảm xuống còn 2-3 ngày Đó là những cái ưu điểm của nó Và có một cái ưu điểm mà các cái chị em rất là thích đó là cái ưu điểm là nó làm cho ức chế cái cái nội tiết androgen ở cái người phụ nữ đặc biệt là đối với các cái em gái mà mới dạy thì đó thì dưới cái tác động của nội tiết androgen đó, nó làm cho mặt các em nó nổi mụn nhiều lắm rồi da nó không có được bóng bẩy da nó không có được mịn màng thì khi mà mình sử dụng cái loại phối hợp này này ngọc quyên thì cái triệu chứng mụn trứng cá nó giảm đi rõ rệt cho nên là các bác sĩ da liễu đó bao giờ mà bị mụn trứng cá mà do nội tiết đó, thì cái thuốc ngừa thai này là cái thuốc không thể thiếu được trong cái phác đồ điều trị mụn trứng cá ngọc quyên đó là những cái ưu điểm của cái loại thuốc tránh thai phối hợp này Loại thứ hai là cái loại chỉ có chứa một thành phần là rosetin thôi Ngọc Quyên. Cái loại thuốc ngừa thai mà một thành phần này đó thì nó lại có một cái nhược điểm là nó làm cho cái người phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt Ngọc Quyên. Nó có thể là là kinh nguyệt không đều hoặc là cái thời gian mà hành kinh nó kéo dài hơn rồi nó làm cho cái người phụ nữ có thể tăng cân. Đấy là một số những cái khuyết điểm của cái uh, loại thuốc ngừa thai một thành phần nhưng mà nó lại có một cái ưu điểm nữa là đối với cái loại này đó ngọc quyên thì có thể dùng được cho những chị em phụ nữ đang nuôi con bú yeah. thì đây là một cái ưu điểm mà đối với những cái chị em phụ nữ mà đang nuôi con thì sử dụng được nó không có chống chỉ định đối với lại những cái người phụ nữ đang nuôi con ngọc quyên à, như vậy là chúng ta vừa gửi tới quý vị khán thính giả của phòng khám chúng ta những cái thông tin về một số các loại thuốc ngừa thai thường dùng Cảm ơn Ngọc Quyên đã có lời mời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay và cung cấp nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán giả. Dạ, cảm ơn Ngọc Quyên. Xin chào tất cả quý vị. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về một số thông tin của các loại thuốc ngừa thai mà chị em phụ nữ thường dùng. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi xin quý vị vui lòng like chia sẻ đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc xin kính chào tạm biệt